khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Kiểu gì vô đầu bài mà đã lại gần hôn anh. Một cái phần hướng dẫn quá là hấp dẫn và tuyệt vời, phải không các bạn? Và bây giờ thì hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn cái bài các bạn cái cách để chúng ta chơi cái bài Một Đêm Say. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn thông qua một cái điệu có tên là điệu slow rock. Và cái điệu slow rock là một điệu cũng khá là phổ biến ở Việt Nam. Cái điệu slow rock thì dành cho những cái bài hát chậm và buồn, và dành cho những cái phần hình nốt là liên ba. Liên ba là như thế này, là ba nốt trong một cái phách. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, thì bạn sẽ thấy là 1 2 3 là một trong một cái phách đầu tiên nó sẽ có ba nốt nhạc, thấy chưa? 1 2 3, và phách thứ hai chúng ta là 1 2 3 tiếp. Thì đó cũng là cái tiết tấu chính của trong cái điệu slow rock này. Thì để chúng ta học điệu slow rock hiệu quả hơn thì đầu tiên chúng ta cũng đọc tương tự như vậy nè. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, rất là đơn giản như vậy. Và khi mà chúng ta áp dụng lên đàn nó sẽ như sau. Ví dụ mình đang cho âm son này, 1 này, 1 là chúng ta sẽ đánh vào nốt bass, 2 là chúng ta sẽ đánh vào ba dây dưới này. Bạn có thể chọn ba dây dưới cùng hay là ba dây trên giữa này. 1 này, 2, 3, 1. Cái số 1 tiếp theo là chúng ta sẽ đánh dây dưới cùng và đánh ngược lên. Nghĩa là chúng ta cứ chơi từ trên xuống dưới và từ dưới đánh ngược lên. Trên này xuống, xuống, dây dưới cùng này. Và sau đó chúng ta móc ngược lại. Thấy chưa? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Và tại sao mình nói con số 1 2 3? Bởi vì cái đó rất quan trọng để bạn nắm được cái tiết tấu này. Tuy nhiên những bạn mà học mà cảm thấy đếm con số khó thì bạn sẽ chuyển qua cái cách là chúng ta sẽ đếm dây nha. Chúng ta sẽ có cái dây này, bass này, đây là dây 4 này, dây 3 này, dây 2 này, dây 3, dây 4 này. Chúng ta sẽ đọc là bát 4 3 2 3 4, 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 bát 4 3 2 3 4. Đó thì nó cứ đánh đi đánh lại, thì đánh tới đánh lui, đánh lên đánh xuống, thì cuối cùng vẫn sẽ ra được cái điệu slow rock rất là đơn giản. Và ứng dụng trong bài này Một Đêm Say, chúng ta đánh sao? Khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em khi men còn trong hơi thở, lại gần hơn tôi đi. Thì đó là cách đầu tiên mình hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta dùng ngón tay đánh rời. Cách thứ hai mình hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta đánh quạt xạ. Quạt xạ thì nó cũng là đếm 1 2 3 tương tự như vậy, và chúng ta thay cái cách đánh từng móc từng ngón tay, chúng ta sẽ đánh xuống hết luôn. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Và bạn hãy nhớ là 1 2 3 thì con số 1 đầu tiên chúng ta đánh phần bass phía trên, còn con số 1 tiếp theo, 1 2 3 1 tiếp theo á, thì chúng ta đánh dây dưới. 1 2 3 1 thấy chưa? 1 2 3 1 đó. Giống như khi chúng ta móc tay thì cái số 1 đầu tiên là chúng ta móc dây trên cùng, 2 3. Số 1 tiếp theo chúng ta là móc dây dưới cùng. Đó. Thì khi chúng ta chuyển qua đánh cái kiểu quạt xạ chúng ta tương tự như vậy. Ba con số đầu tiên là 1 2 3 chúng ta đánh phía trên, và cái 1 tiếp theo chúng ta đánh phía dưới. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đó. Và khi đánh thì bạn nhớ là cầm ngón tay, khi mà chúng ta đánh bằng tay không á thì chúng ta cầm giống như thả tim nha. Và chúng ta đánh vào phần đây. Phần mé một bên của cái ngón trỏ mà, đừng có đánh vào đây. Đánh vào đây nó sẽ bị đau cái tay và tiếng nó sẽ bị rất là thô. Chúng ta đánh vào đây để tiếng nó mềm hơn. Đó. Rất là đơn giản. Bum, bum, bum. Lại gần hôn anh sẽ để mặt trời. À, anh sẽ để mặt trời đúng không? Anh chàng này cũng hơi xạo đó. Mặt trời sao mà để được đúng không? Nhưng mà đó là một sự sáng tạo vui vẻ. Sáng tạo cũng khá là mới mẻ. Đó thì thường là chúng ta chơi slow rock sẽ có hai cách như vậy. Cái cách đầu tiên móc tay chúng ta có thể áp dụng trong cái phần đầu tiên của bài hát. Khi đôi môi anh còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em. Và khi mà chúng ta chuyển cái điệp khúc thì chúng ta có thể đánh quạt xạ, chúng ta đánh dồn dập hơn và chúng ta sẽ tạo sự thay đổi cho bài hát. Lại gần hơn anh sẽ đến mặt trời.
lại gần hôn an. Hai an muốn an đi đâu? Vì ABC như vậy đó đúng không? Đó thì có hai cách phổ biến mà khi chúng ta chơi điệu slow rock. Rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chúng ta nhớ là gì? Con số 1, 2, 3, 1, 2, 3. Và chúng ta nhớ cái cách chúng ta đánh là từ trên xuống dưới và từ dưới đánh lên trên. Trên xuống xuống đến dưới đánh ngược lại. Đó. Và hai, chỉ cần nhớ hai cái điều đó là bạn có thể chơi được điệu slow rock rồi nha. Và thêm một phần nữa thì ở điệu solo rock thì đôi khi bạn sẽ có thêm một cái biến thể nhỏ nhỏ đó, có thể tăng thêm cái tiết tấu nó nghe nó hấp dẫn hơn. Thì chúng ta có thể chơi là thì cái tiết tấu thêm này thì nó sẽ thêm, nó lót thêm một cái chữ và 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3, 1, 2, 3. Có nghĩa là bạn sẽ thêm cái chữ và vô trên giữa số 2 và số 3. 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ tạo ra giống như này. 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Đó. Thì cái cách tiếp theo thì bạn có thể học thêm nếu bạn có thể là nâng cao tiết tấu mình thêm một chút. Đó. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chơi điệu solo rock thông qua con số một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Và mình rất là mong các bạn sẽ chơi được cái điệu này. Và cái điệu solo rock thì bạn sẽ áp dụng được trong rất là nhiều cái bài hát Việt Nam. Ví dụ bài Một Đêm Say là một bài minh họa. Những cái bài hát của Trịnh Công Sơn, những bài hát xưa thì cũng rất là hay áp dụng cái điệu solo rock này. Ok. Và với cái cách học điệu solo rock này, nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào hãy comment nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.